Xin chào tất cả các anh em nha. Bữa nay mình nghe nói là cái khu vực ở ngay chỗ này là câu được là cái bóng cá to xuất hiện rất là nhiều. Thì bây giờ là cái phiên bản này nó từ sáng giờ nó cũng mới cập nhật lại để mình xem thử cái khu vực này nó còn bóng cá to không ha. Để mình thử với cái cần câu gọi là cần câu gỗ, cần câu cùi nhất trong game Together. Rồi mình lấy cái cần câu ra mình câu nha. Lấy cần câu cùi ra câu. Nghe nói khu này cá to dữ lắm. Bóng cá to. Cá này cũng hơi bé. Oh shit. Quăng lại. Wow, cá to, đúng là bóng cá to. Với cái cách kinh nghiệm câu cá thì nhiều người thì nói là thì mình sẽ nhìn cái bóng cá, nhưng mà mình ở đây thì mình sẽ nhìn cái dấu chấm than. Gì vậy? Rồi, ghê chưa? Câu không dính, câu không dính cá mà dính cái Ghê chưa? này. Tào lao. Game này hình như bị hack hay gì mọi người. Cứ thế nào câu lên mấy cái thứ khác nữa không ta? Khu vực này là bóng cá to dữ lắm. Còn cập nhật lại thì từ sáng giờ thì nó bảo trì thì không biết như thế nào. Wow, cá to xuất hiện nữa kìa. Bóng cá to. Đây, dấu chấm than. Trong khu vực này toàn là cá to không mọi người thấy không? Từ nãy xuất hiện toàn là cá to không? Tại mới bảo trì thì máy cũng hơi lắc cho nên là chơi nó cũng không được nhảy. Toàn bị mít không. Oh shit. Đây, chú cá này là chú cá khủng. Khi nào câu lên được cá chú cá heo hồng không ha? Trời ơi, ghê chưa? Ây da. Ghê chưa? Cái gì đây? Ghê chưa? Wow, đẹp quá.
con sáo có 24 cm à, thôi về nuôi kiển cũng được. Bảo ăn đi, tiếp tục. Hình như là cặp nhạc này lại nó bị cái gì á, bóng cá thì to mà câu toàn là cá nhỏ. Cá này là cá khủng nè, có thể là con chú cá này là chú cá heo hồng, bóng cá rất khủng. Đây 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 đây, chú cá khủng đây. Gì vậy? Đây 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 đây, chú cá khủng này. Gì vậy? Cửa xe bị hỏng, có thể thay đổi thành điểm mầm non trong tái chế. Gì vậy ta, câu cá mà dính hai lần rồi nha. Cá khủng, cá khủng. Ây da, dính được con cá. Chán quá. Quiet. Chú cá câu rồi sao mà bóng cá thì to mà câu toàn là cá bé không gì ta. Thôi kiếm chỗ khác câu. Tình hình này là dân trên mạng đồn không đúng rồi.